Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dưới tác động của không khí lạnh, đêm nay miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ giảm thấp, mức nhiệt chỉ khoảng 15 đến 18 độ. Vùng núi nhiệt độ thấp hơn từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Sang ngày mai trời nhiều mây, mức nhiệt cao nhất trong ngày trên khu vực Bắc Bộ chỉ từ 18 đến 21 độ, trời rét. Sang hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1, do không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng nhẹ mỗi ngày 1 độ và cao nhất lên mức 20 đến 23 độ. Với khu vực Trung Bộ, tác động của không khí lạnh khiến cho khu vực từ Hà Tĩnh trở vào tới Khánh Hòa sẽ có mưa trở lại. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn mưa, quý vị cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với mức nhiệt cao nhất ngày từ 19 đến 22 độ. Khu vực Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế trời lạnh, mức nhiệt từ 21 đến 24 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất ngày từ 24 đến 27 độ. Còn với khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, trời ấm áp, dễ chịu và nhiệt độ là 28 đến 31 độ. Không chịu tác động của không khí lạnh nên trong 3 ngày tới, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì thời tiết ổn định, ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ ổn định. Ở Tây Nguyên cao nhất ngày từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, có nơi nắng nóng 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ đêm mai, gió giảm dần. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 3 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.